Hello, xin chào tất cả các học sinh lớp 2 nha. Các con học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 20 trong sách giáo khoa toán lớp 2 cánh diều nha các con. Bài số 1 A. Tìm kết quả của mỗi phép tính. Như vậy ta thấy 6 cộng 4 này bằng 10. Đây, 6 cộng 4 là bằng 10 nha các con. 10, 9 cộng 1 bằng 10, 8 cộng 2 bằng 10, 7 cộng 3 bằng 10, 4 cộng 6 bằng 10, 5 cộng 5 bằng 10, 1 cộng 9 bằng 10. Số 9 cộng bao nhiêu bằng 10? Như vậy là 9 cộng cho 1 là bằng 10. 8 cộng 2 là bằng 10. 7 cộng 3 bằng 10. Tính 10 cộng 1 bằng 11. 10 cộng 4 bằng 14. 10 cộng 9 bằng 19. 10 cộng 5 bằng 15. 10 cộng 7 bằng 17. 10 cộng 3 bằng 13. Tính nhẩm 9 cộng 1 bằng 10. 19 cộng 1 bằng 10. Cộng cho 4 bằng 14. 8 cộng 2 bằng 10. 8 cộng 2 bằng 10. Cộng 3 bằng 13. 7 cộng 3 bằng 10. 7 cộng 3 bằng 10. Cộng 5 bằng 15. Bây giờ qua bài số 4. Số 4. Tôi thấy 10 cộng 2 bằng 12, 10 cộng 7 bằng 17, 10 cộng 6 bằng 16, 10 cộng 9 bằng 19, 10 cộng 8 bằng 18, 10 cộng 1 bằng 11, 13 sẽ bằng 10 cộng cho 3, 14 sẽ bằng 10 cộng cho 4, 15 sẽ bằng 10 cộng cho 5. Như vậy các con học sinh lớp 2 thân mến, bài học luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 20 trong sách giáo khoa toán lớp 2 cánh diều đến đây là hết rồi nha các con. Và xin chào tạm biệt tất cả các con, hẹn clip sau nha.